Những buổi kiểm tra như thế này đã được lực lượng công an cơ sở triển khai thường xuyên để nâng cao nhận thức của người dân. Mùa nắng nóng này thì nó thường xuyên kiểm dưỡng, bảo dưỡng, điều hòa và các thiết bị chiếu sáng. Tất cả các nguồn điện đều có át tổng để bảo vệ. Qua kiểm tra thì cơ quan chức năng nhắc nhở chúng tôi khắc phục một số các cái lỗi trong việc để đảm bảo sử dụng điện an toàn hơn. Thì chúng tôi đại diện cơ sở sẽ khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất để việc sử dụng điện trong mùa nắng nóng cũng như thời gian lâu dài kinh doanh được ổn thỏa hơn. Chúng tôi cũng đã là trực tiếp cùng với cả Ủy ban nhân dân phường phối hợp với cả tổ dân phố, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó, bí thư, phó bí thư tăng cường thường xuyên kiểm tra từng hộ và hướng dẫn cụ thể trực tiếp đối với cả cái đặc điểm tình hình của từng cái hộ gia đình, ví dụ như là kinh doanh hàng ăn, kinh doanh tạp hóa hoặc là tùy vào cái điều kiện để chúng ta đưa ra cái giải pháp cụ thể làm sao nó phù hợp nhất mà nó cũng dễ thực hiện nhất để cho bà con chúng ta là có thể thực hiện mà đảm bảo được cái giải pháp an toàn cũng như phù hợp với điều kiện kinh doanh của bà con nhất. Để đẩy lùi nguy cơ hỏa hoạn trong mùa nắng nóng, các cơ quan chức năng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt, đặc biệt là biện pháp phòng cháy trong sử dụng điện, nhiệt, thắp hương thờ cúng. Tôi đã kinh doanh cái mặt hàng này, nó rất chi là dễ có thể là gây đến là cháy nổ, cho nên là mình rất chi là có ý thức để trước khi là bảo quản những sản phẩm của mình là phải làm sao để không thể gây ra những cái thiệt hại về tài chính đối với mình, rất chi là cẩn thận về đường điện đóm các thứ. Đấy, và dặn tất cả các bạn nhân viên có làm là mình cũng phải gọn gàng ngăn nắp trước khi đến và trước khi về là phải tắt mở đàng hoàng và kiểm tra xong mới được về. Đối với cả các cái cơ sở mà chúng ta sử dụng các cái trang thiết bị phương tiện trong thời gian tới thì cũng yêu cầu mọi người là đối với những thiết bị mà không đảm bảo về an toàn điện thì cần phải là thay thế hoặc là sửa chữa hoặc là có thể là có một biện pháp nào đó để đảm bảo an toàn trong cái quá trình sử dụng các trang thiết bị điện đó. Và cái cuối cùng ở đây chúng tôi vẫn cảnh báo là gì? Là ý thức của mỗi người vẫn phải nâng cao và qua đó thì chúng ta mới giảm được cái nguy cơ gây ra cháy nổ xảy ra. Trong mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến. Vì vậy, các hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tránh việc trang bị thêm các thiết bị làm mát mà không tính toán tới sự an toàn của lưới điện.